Vâng nha, đây em test cái con Aiwa NH3 lên cho các bác nha. Cặp loa này thì đây, cho bác nào chưa xem clip trước đây nha, hàng về thì các góc cạnh các thứ còn đẹp này. Cái này em rất hay, có thói quen em quay xung quanh luôn cho các bác xem luôn, để các bác chốt luôn cho nó dễ đấy. Bởi vì nhiều bác là sau khi xem xong nhiều khi còn hỏi ảnh, nhưng mà em nói thật là nhiều khi mà không phải lúc nào em cũng để Zalo để em có thể là chụp ảnh cho các bác được đấy. Và nhiều khi là đến lúc mà nhìn thấy cái tin nhắn của các bác thì bảo thì lúc đấy thì lại bảo em bán mất rồi, thì các bác lại trách rồi tại sao không trả lời tin nhắn sớm để trả lời muộn thế. Nhưng mà các bác phải thông cảm là vì nhà em một ngày rất nhiều việc, ngoài quay video cho các bác thì còn phải nghe điện thoại, còn phải đóng hàng đấy, còn phải nhận hàng mới về, còn phải bóc hàng ra, có rất nhiều việc trong một ngày, chứ nó không phải là chỉ đơn giản là ngồi và ăn với xem điện thoại với xem Zalo đấy. Nên là sẽ có rất nhiều khách hàng là gặp tình trạng là bị đặt xịt, đặt trượt bởi vì là nhắn Zalo hỏi ảnh đấy. Nhưng mà đây nha, em quay kỹ ở đây luôn rồi, các bác xem luôn ở trên đây, và ai chốt đấy thì chốt luôn nhá. Nhiều khi các bác hỏi ảnh, lúc mà em chụp được cái ảnh cho các bác thì có khi em bán sớm mất rồi đấy. Nhân này các bác ai mà quan tâm sản phẩm thì xem luôn trên video đây nhá, em quay và các bác thấy ở đây là em quay rất kỹ luôn. Để bác nào mua thì em sẽ chuyển đúng cái con bộ loa mà em quay đấy đấy nhá. Còn nếu như mà là con khác em sẽ báo đấy. Thì ví dụ như con đấy em bảo em anh ấy con đem bán rồi, còn con khác nữa thì em chụp ảnh cho các bác, còn nếu không thì thôi đấy. Còn em báo còn thì được đúng cái con đấy nha đấy. Đây con này là con Aiwa SX-NH33 này, để con bên kia nó mất cái tem rồi nó cũng chả biết thế nào đấy. Thì con này thì may quá nó còn ít tem đấy, thì con này là con NH33 nhá của Aiwa đấy. Thì là những cái dòng này thường thì là công suất nó sẽ khoảng tầm 50W và trở kháng nó khoảng tầm 6 ohm các bác nhé. Đấy. Đấy. Ai qua. Đấy. Em không nhớ chính xác đâu, nhưng mà em có thể nhớ gần đúng. Đấy. Có thể là công suất nó hơn một tí xíu, nhưng mà nó sẽ khoảng đấy nhá. Đây loa 3 đường tiếng của Ai qua này, một bát một chung một tép nhá. Đây loa màng nhựa gân vải. Nói chung giấy và chép mà tiếng Anh nhé. Đường tàu mùa xuân biết đấy, như các bác thấy ở đây là chất âm của con loa này nó rất là hay, để nghe nhạc vàng rất là ok mà giá rất là rẻ đấy. Thì con này thì em bán có 850.000 thôi, để bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em ngay nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. Các bác liên hệ về đấy giúp em. Đấy, các bác comment ở trên YouTube này cũng được thôi, nhưng mà cái đặt hàng trên này thì em trả lời sẽ rất là chậm. Và thực ra thì sau khi này mà ấy thì các bác vẫn sẽ phải gọi về số 0966594581 hoặc là gọi về cửa hàng theo số là 0979891682 để chốt hàng, như còn em không chốt ở trên YouTube. Đấy, các bác hiểu cho giúp cho. Đấy. Đấy nhá, thì đây là đôi Aiwa NH33 này. Đôi này thì kích thước của loa nó sẽ như sau. Chiều ngang của loa là đi 23.5, đấy, chiều sâu của loa là đi 19.5 đấy, và chiều cao của loa. Đây là loa size trung nhá, loa size trung nên nó sẽ cao to hơn loa size mini, và chiều cao nó là 32.5. Loa nếu đo hết viền bên ngoài của nó là bát, nó sẽ là bát 17. Nếu đo theo cân nòng bên trong này, theo cái gân vải này thì nó là 14.5. Đấy. Đấy nhá. Thì đây là con Aiwa NH33. Đấy, thì anh nào đang có nhu cầu mua cái con loa này liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhá. Đấy, bác nào vừa rồi yêu cầu là test lên thì đây em test lên cho các bác đi rồi nhá. Vâng, em xin chào các bác ạ. Vâng.